đồng minh của Nga tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ. Ukraine tăng cường tấn công Nga trên không và trên biển. Nga tấn công dồn dập, Ukraine căng mình trên 1.000 km chiến tuyến. Tổng thống Zelensky kêu gọi người Ukraine ở nước ngoài hồi hương. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Armenia, một đồng minh của Nga, đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để cải thiện quan hệ châu Âu Đại Tây Dương. Theo đó, ngày 10 tháng 6, Mỹ và Armenia tuyên bố họ có ý định nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược với việc Washington giúp đỡ Yerevan về thương mại, các vấn đề quân sự, tư pháp và dân chủ. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan đã tiếp đón trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á Âu James Brian tại Yerevan. Một tuyên bố chung được đưa ra nhân dịp này ghi nhận nguyện vọng của Armenia trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức Euro-Atlantic và phương Tây. Tuyên bố viết, Mỹ và Armenia tái khẳng định cam kết của họ đối với các giá trị dân chủ chung và mục tiêu là một Armenia dân chủ, thịnh vượng và hòa bình. Ông Brian và ông Mirzoyan cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng cấp trong năm tới. Cả hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại, cùng với việc tăng cường hợp tác về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Theo thông cáo, Mỹ sẽ đưa ra các giải pháp thương mại về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo để thúc đẩy an ninh lương thực và độc lập về năng lượng của Armenia. Washington cũng hứa sẽ tiếp tục chuyển đổi quốc phòng của Armenia thông qua quan hệ đối tác lâu dài với lực lượng vệ binh quốc gia Kansas, đồng thời giúp cảnh sát Armenia tăng cường trách nhiệm giải trình và tính bền vững. Yerevan thừa nhận những đóng góp đáng kể của Mỹ cho các nỗ lực cải cách ngành tư pháp của Armenia, trong khi Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Armenia nhằm thúc đẩy sự công bằng, liêm chính và độc lập trong tư pháp, cũng như các thể chế tập trung vào việc ngăn chặn và chống tham nhũng và các tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm. Mỹ cũng cam kết tài trợ nhiều hơn cho một xã hội dân sự vững mạnh và môi trường truyền thông độc lập ở Armenia. Quốc gia Caucasus không giáp biển này từ lâu đã là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, một liên minh quân sự do Nga đứng đầu. Tuy nhiên, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã đóng băng tư cách thành viên của Yerevan trong CSTO sau khi đổ lỗi cho Nga không ngăn cản Azerbaijan đòi lại khu vực tranh chấp lâu dài Nagorno-Karabakh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã được triển khai đến khu vực vào năm 2020, sau khi Azerbaijan giành lại các phần của Nagorno-Karabakh trong cuộc xung đột với lực lượng dân quân Armenia địa phương. Bản thân ông Pashinyan đã công nhận chủ quyền của Baku đối với khu vực và cho rằng việc mất nước này từ lâu là không thể tránh khỏi. Chính phủ của ông Pashinyan cũng đã đề nghị Pháp cung cấp công nghệ quân sự và được cho là đề nghị trở thành điểm đến khả thi cho những người xin tị nạn bị Vương quốc Anh từ chối. Tháng trước, ông Brian đã đến thăm Georgia, nước láng giềng của Armenia, trong nỗ lực ngăn chặn chính phủ ở Tbilisi áp dụng luật đại lý nước ngoài. Những lời đe dọa trừng phạt và cắt giảm nguồn tài trợ của ông để ủng hộ nền dân chủ cuối cùng đã không thành công. Hơn 2 năm tham gia cuộc chiến với Nga và đối mặt với các cuộc đụng độ dữ dội ở miền đông Ukraine, Kiev đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu mới bên trong lãnh thổ Nga. Mới đây, tờ Sky News của Anh đưa tin một máy bay phản lực Ukraine đã bắn vũ khí và lần đầu tiên tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Máy bay chiến đấu này được cho là đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Nga ở khu vực biên giới Belgorod, mặc dù không rõ liệu vũ khí phương Tây có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không. Belgorod nằm gần khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine, nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới vào đầu tháng 5. Đầu tháng này, Mỹ đã cho phép Kiev sử dụng một số loại đạn dược của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ khu vực Kharkov, với tín hiệu tương tự từ các nước NATO khác ủng hộ Ukraine. Một nguồn tin quân sự giấu tên nói với Sky News, đây là loại đạn được vận chuyển bằng đường không đầu tiên của không quân Ukraine, UAF, được giao để tấn công một mục tiêu ở Nga. Trong một diễn biến riêng biệt, kênh này đưa tin theo nguồn của Ukraine cho biết Kiev đã tấn công một tàu đổ bộ của Nga, di chuyển từ Biển Đen tới Biển Azov. Biển Đen là nơi Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu Nga. Kiev phủ nhận trách nhiệm về việc tấn công một tàu Nga ở Biển Azov, đồng thời nêu ý tưởng dùng hỏa lực thiện chiến nếu có bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, các kênh Telegram của quân đội Nga đưa tin rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tàu kéo và xà lan của Nga quanh cảng Tagarov, tỉnh Rostov, phía tây nam nước Nga hôm ngày 9 tháng 6. Thành phố này nằm ở rìa phía đông bắc của Biển Azov, không xa thành phố Mariupol, phía nam Ukraine do Moscow kiểm soát. Báo Defense Express của Ukraine đưa tin, Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến toàn diện mà máy bay không người lái của Ukraine tấn công mục tiêu của Nga ở biển Azov. Kênh Baza của Nga khẳng định có liên hệ với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết chiếc xà lan bị hư hỏng nhẹ và cửa sổ của tàu kéo bị vỡ. Ngày 9 tháng 6, Cơ quan Tình báo Quân sự GUR của Kiev cho biết Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào sân bay quân sự ở miền Nam Cộng hòa Astrakhan của Nga. Cơ quan này đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy một trong những máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tiên tiến của Nga đóng bay tại sân bay Astubin bị hư hại. Họ cho biết đây là cuộc tấn công thành công đầu tiên vào chiếc máy bay phức tạp, đắt tiền mà Moscow đã cẩn thận tránh xa tầm tay của Ukraine. Trong bản cập nhật sau đó, người phát ngôn GUR Andriy Sushop nói với truyền thông Ukraine rằng thông tin sơ bộ cho thấy hai máy bay Su-57 có thể đã bị hư hại. Với việc mở thêm hướng tấn công mới ở Sumy, Nga đã kéo căng lực lượng Ukraine trên khắp chiến trường dài hơn 1.000 km và đạt được nhiều thành công lớn. Theo đó, giới truyền thông Moscow đưa tin, nhóm quân trung tâm của lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục giành thêm nhiều khu định cư ở lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, mà mới đây là lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai làng ở khu vực phụ cận thành phố Avdiivka. Ngày 11 tháng 6, lực lượng vũ trang Nga đã đánh bật các nhóm quân Ukraine khỏi hai khu định cư, Novo Aleksandrovka và Novo Pokrovsky ở Tây Avdiivka. Bên cạnh đó, các nhà phân tích quân sự Ukraine lo lắng rằng bước tiến của quân đội Nga ở khu vực chiến sự này vẫn đang tiếp tục và khó có gì cản được. Đặc biệt, một trong những nhà tuyên truyền chính của chính quyền Kiev là ông Konstantin Masovet đã phải thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga theo hướng Pokrovsky và buộc phải rút lui. Nhà phân tích này cũng thừa nhận những thành công của Nga theo hướng Ocheretino, Vovchansk và Fanan rằng Bộ Chỉ huy Ukraine vẫn chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng rõ ràng là đã phát sinh trên gần như toàn bộ khu vực hoạt động của nhóm quân trung tâm Nga. Sau những thành công bước đầu ở khu vực Kharkov, lực lượng vũ trang Nga đã chuyển từ tấn công sang chống phản công, bố trí hệ thống phòng thủ mạnh ở hai làng Lipsi và Vovchansk ở Bắc Kharkov, tập trung chặn đánh lực lượng Ukraine ngoài công sự, với mục đích chính là tập trung loại bỏ lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này. Những khó khăn của Kiev càng thêm chồng chất khi trong mấy ngày qua Nga đã tung ra các trung đoàn thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya từ vùng Kursk của Nga vượt biên giới Ukraine, tấn công kiểm soát các ngôi làng biên giới ở khu vực Sumy. Trước đó, các chuyên gia quân sự Nga đã thông báo rằng sau khi Kiev chuyển một phần đáng kể các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine từ mặt trận Donetsk lên tăng viện cho mặt trận Kharkov, hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine bắt đầu đồng loạt sụp đổ ở một số khu vực. Không còn khả năng kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga, các nhóm quân đồn trú của Ukraine đã rút khỏi vị trí phòng thủ của mình tại tiểu khu Kanan ở thị trấn Chasiv. Hiện các đơn vị tấn công của lực lượng dù Nga đang tiến về phía kênh Svovki Donetsk, Donbass. Trong khi đó, Nga cũng đạt được những thành công mới ở khu vực Kupiang phía nam Kharkov, gây sức ép mạnh lên nhóm quân Ukraine phòng thủ ở thị trấn chiến lược này. Trong khi Ukraine không còn lực lượng dự bị để tăng viện cho rất nhiều khu vực đang bị quân Nga tấn công đồng loạt. Ngày 11 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi những người Ukraine ở nước ngoài hồi hương để tái thiết đất nước dù cuộc xung đột với Nga chưa kết thúc. Ông Zelensky đưa ra phát biểu này tại cuộc họp báo bên lề hội nghị tái thiết Ukraine do Đức tổ chức tại Berlin. Hội nghị chủ yếu nhằm thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia công cuộc tái thiết Ukraine, được tổ chức chỉ một ngày sau khi người đứng đầu cơ quan nhà nước về tái thiết và phát triển cơ sở hạ tầng của Ukraine Mustafa Nayem tuyên bố từ chức hôm 10 tháng 6. Theo Financial Times, ông Nayem tuyên bố từ chức do vấp phải nhiều trở ngại và sự phản đối liên tục của Thủ tướng Denis Mihal. Tuy nhiên, ông Zelensky đã vẽ ra một viễn cảnh lạc quan hơn về việc tái thiết hậu xung đột, tuyên bố mọi người sẽ đến để tái thiết Ukraine, nơi sẽ có một sự bùng nổ cơ hội việc làm và an ninh được đảm bảo. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, có những lĩnh vực cần được giải quyết ngay ngày 11 tháng 6. Có những người không còn nhà cửa, họ cần sự giúp đỡ, cần các công nhân. Những ngành nghề này là cần thiết. Chúng tôi mất rất nhiều người và nhiều nghề vì xung đột. Một số đã ra nước ngoài và tất cả chúng tôi đều ủng hộ người Ukraine từ nước ngoài hồi hương ngay bây giờ. Hiện không rõ liệu người tị nạn Ukraine có thực sự chú ý đến lời kêu gọi của Tổng thống hay không, vì giới lãnh đạo Ukraine đã có những nỗ lực đáng kể để buộc những người tị nạn trở về và nhập ngũ, thay vì trao cho họ những công việc có thu nhập tốt. Theo đài RT, Ukraine đã hạn chế xuất cảnh đối với tất cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, triển khai một chiến dịch tuyển quân gây nhiều tranh cãi. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các sĩ quan tuyển quân của Ukraine khám xét các phương tiện giao thông công cộng. truy đuổi những người trong độ tuổi nhập ngũ trên đường phố và thậm chí xảy ra ẩu đả. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn sau khi Tổng thống Zelensky ban hành luật động viên mới hồi tháng 4 năm 2024. Luật đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục dự thảo và trao thêm nhiều quyền hạn cho các lực lượng tuyển quân. Nỗ lực tuyển quân của Ukraine cũng đã gặp nhiều trở ngại khi những người không muốn nhập ngũ cố gắng vượt biên bằng mọi giá. Hàng chục người trốn nghĩa vụ quân sự đã thiệt mạng trong khi vượt sông Tisza, ngăn cách Ukraine với Hungary và Rumania. Ngày 10 tháng 6, một nhóm 32 người trốn nghĩa vụ quân sự được cho là đã vượt biên để vào Hungary. Nhóm này đã vượt biên bằng một chiếc xe tải GAZ66 cũ của Liên Xô, cải trang thành một chiếc xe quân sự mang biển số giả. Một trường hợp vượt biên khác cũng xảy ra trong ngày 11 tháng 6, khi một nhóm 18 người lái một chiếc xe buýt nhỏ đến một địa điểm hẻo lánh gần biên giới với Hungary, sau đó bỏ lại xe và vượt biên qua đường bộ.